Ngày xưa, vào giai đoạn từ năm 1964, Mỹ bắt đầu can thiệp vào chiến tranh Việt Nam, thì ngôi nhà này đã từng là một biệt thự và đã bị quân viễn chinh Mỹ tập kích. Chúng tàn sát người vô tội vạ, làm cho nơi này chứa đầy oán khí. Thời gian trôi đi, những câu chuyện về ngôi nhà này cũng dần bị quên lãng. Chúc anh ở nhà mới vui vẻ. Thằng ngu nào đúc ở mặt trăng chứ xấu thế này nè. Nhà đẹp đấy. Ủa, mà sao ngôi nhà này vừa to vừa đẹp mà giá rẻ vậy bác? Không giấu gì cậu, tôi sắp qua Mỹ sống với con nên cần bán gấp căn nhà này. Ồ, đây. Mày đến nhà tao rồi mày cười, mày có bị điên không? Sáng đã gặp con điên này bực mình thiệt chứ. Alo. Ừ, nhà tôi có kẻ điên đột nhập vào nhà. Các đồng chí đến giải quyết giúp tôi chứ. Nó đâu rồi ta? Đó là con nào vậy nhỉ? Đến nhà tôi vậy? À, tôi là hàng xóm nhà cậu ấy mà. Cậu là chủ mới căn nhà này hả? À, dạ vâng ạ. Cậu cũng gan to đấy. Ủa, là sao bác? Thế thì để tôi kể cậu nghe chuyện của căn nhà này. Ủa, có thật hả bác? Chuyện tôi kể hôm nay tuyệt đối không được nói dài nha. Cẩn thận. Thằng điên nào ném cái bác vợ ở đây nhỉ? Ủa? Con này mình vứt rồi mà. Ủa? Nó đâu rồi? Ê, sao bác lại ở đây?
À, tôi tính qua đây mời cậu ăn cơm. À, mà dạo này tôi hay nghe thấy tiếng lùng lại nhà cậu, cậu có ổn đấy? Chắc là do mấy con chuột đấy mà. Chào Vân. Ok, ok, thế qua sớm nhé. Alo. Ừ. Đau đầu thế nhỉ? Mà con ma đâu rồi ta? Anh tha cho em. Mày đã sát hại hai người rồi, giờ đến tao. Alo 113. Kẻ sát nhân đã bị tôi tống vào tù. Yên nghỉ nhé. À, con ma khốn nạn này. Cái gì đây? Cảm ơn 500 ngàn.